Mua đi mua đi, các bạn muốn mua link qua mobile thì tới shopanhảo.vn mua để ủng hộ mình và giúp cho các bạn tránh những tình trạng lừa đảo khi mà mua link qua mobile nhá. Đấy thì với cái tiêu chí gọi là uy tín chất lượng lên hàng đầu, các bạn cứ đến với shop của mình. Đấy, đảm bảo nếu các bạn mua link lỗi một mình sẽ đổi một cho các bạn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Trận đấu rất là đặc biệt luôn đấy nha. Trời ơi, kim bạch kim 1 năm sao nha. Trận cuối lên kim cương của tôi đó. Và điều đặc biệt thì hôm nay mình sẽ test cái trang phục của vị tướng Du Béo cho các bạn xem thẳng mặt luôn. Đó chính là cái trang phục đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta, Du Béo đâu rồi ta? Du Béo là mà sát thủ đúng không? À đây, Du Béo. À đây, định mạnh nó S5 lấy mất Du Béo rồi kìa. Ô thôi chết. À mày 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 bạn đối tướng ấy, Su Béo tới đây. Ui giời ơi, vỡ mồm, mang cái lò bộc pháo luôn nha các bạn. Ok, đây là trang phục Diệt Nguyệt Nguyên Soái. Ôi giời ơi, phê vãi lều. Đẹp chưa, đẹp chưa? Wow, múa lửa lắc mông các thứ các kiểu luôn. Tỷ lệ thắng 38.2%, phê liền, khoe tỷ lệ thắng liền. Quá dữ luôn anh Đạo ơi. Trời ơi, khoe tỷ lệ thắng cho đồng đội nó quéo càng cua chơi. GG á? Bạn gà đách bạn kêu GG á? Sao dở, sao GG dở? Khoe tỷ lệ thắng cái mà bạn ấy sợ. Sợ quá trời sợ luôn rồi đó. Sợ quéo cung cua luôn chứ gì nữa. Yếu bóng vía vãi cả lều ra. Mình là mình khoe thế thôi chứ mình nói cho bạn biết luôn, mình vào trận đảm bảo mình không win, mình không tính tiền nhá. Wow, cái gì vậy trời, tên em bạn 4 AD, what the hell, cái gì vậy trời, what the hell. Moren này, Hayate này, Slim này, rồi Ma Văn Heo này, ôi không thể tin được luôn. Tem bạn tính chơi cái chiến thuật gọi là đậu xanh, gọi là ALL mid đúng không? Thôi xong rồi, khó cho mình rồi, tem mình rồi. Tem mình bây giờ đét về cuối game thì được, chứ đầu trận thì có vẻ dễ bị ăn hành lắm đấy. Đợt này mình đi top gặp cái con Hayate thì chắc em chết. Nó bắn em lòi phèo mấy anh ơi. Trời ơi, chết tôi rồi, chắc em chết. Nguy hiểm quá anh em ơi. Nhưng mà không sao, kệ nó đi, vào test trang phục là chính mà. Trận cuối lên kim cương mà, trận cuối thường thường nó sẽ hay bị thua các bạn ạ. Vì thế nên thua thì thôi đúng không? Chủ yếu là test trang phục cho các bạn xem. Đừng sợ. Chỉ cần hô một câu thôi, không sợ, ta sẽ không sợ. Quýnh đi vợ chúng nó luôn đấy chứ. 4 AD chứ 5 AD vào đây nhá. Mẹ xin lỗi luôn đấy, mega kill ngay và luôn, ngay và liền, ngay và luôn, ngay và liền, ngay và luôn, ngay và liền. Bây giờ đây này, đừng có mà xấu xảo với cả Du Béo à. Wow, hiệu ứng kỹ năng luôn nha, dữ dằn vậy ta. Wow, yo. Ủa đánh một phát ra màu hồng, à màu tím các bạn ạ. Hiệu ứng kỹ năng luôn nha. Muốn lửa cho các bạn xem này. Rồi, cứ bóc đấy từ vị tướng rồi, Grack. Ủa, úi rồi, lướt qua bức tường đập. Ủa, hay quá, có hiệu ứng kỹ năng chiêu một luôn các bạn ơi. Về. Quá phê rồi, ôi. Bốn thằng nó ở đường giữa, 1A, 1LL, 1 đường luôn kìa. Đông quá, chạy đông luôn rồi. Vâng, một bầy kiến. Vâng, đang có đốt tem bạn, mình lao vào rồi. Mình cũng quyết định bay vào luôn. Đấu xanh không sờ được thằng nào hết trơn, sờ mông cái ơi. Ủa, cho anh sờ mông cái mà mấy đứa này. Khó khăn thế. Nó đứng một dàn hàng ngang luôn, vãi cả lều như một bầy kiến đấy các bạn ạ. Rồi có giao tranh rồi, có giao tranh. Hai cho tem bạn đang làm gì đây? Đang múa đúng không? Đập một cái vào đầu bộc phá các em đi luôn. Sướng chưa? Phê chưa? Sướng quá trời sướng luôn đấy chứ, lại bảo không sướng đi. Wow. Ra ơi, về bạn ơi, về lan bạn ơi, để giúp béo cho mình nhá. Mình đảm bảo mình sẽ sờ nó mà không hùi phát nào luôn. Ra đá chuẩn xác quá. Bạn ấy nó cứ gọi là tuổi luôn nhá. Đừng về lan bạn ơi, để lính bay ngang bạn ơi. Ủa, ứng kỹ năng cho 2 đẹp vãi các bạn ạ. Các bạn thấy ơi, ứng kỹ năng cho 2 chuẩn chất không? Chất lừ luôn đấy chứ sao lại không chất nhỉ? Lao lên mà sơi con lính chơi này. Quý nó luôn chứ sợ gì? Mày xào xạo, mày xào xạo hả mày? Láo nháo lắn cháo liệt bẹt đầu này con. Con chim non. Ồ, cái chiêu 2 của nó lướt lên nó đập cái nó lẩy lên trên trời đẹp vãi các bạn ạ. Ui ôi, chưa có chiêu cuối để mình test cái chức năng cái chiêu cuối kèo nó đẹp mức độ nào. Cái trang phục này là trang phục chùm cuối của cái sổ sứ mệnh mùa 6 nha các bạn. Chùm cuối đấy. Cấp 60 thì mình có thể nhận được cái trang phục này đấy. Vô này. Cái đầu xanh vô này sờ mông cái này. Ôi ôi, top 10 Việt Nam này. Sợ quá trời sợ luôn rồi đó. Lại top 10 Việt Nam nó mới ghê gớm vãi cả trường chứ. Nghe cái tên là thấy chất lừ rồi đó anh em ạ. Top 10 Việt Nam luôn rồi, lại có pha cướp bóng đến từ anh Nakarot. Vâng, anh ta quyết định bay vào và làm sát cái vị tướng gọi là Slim bên kia luôn. Nhưng mà cái kết của anh ấy đã yếu bóng vía, ai đây còn yếu còn đòi ra gió. Nó quánh cho quéo con cua luôn, Van Heo ăn được 2 cái bùa trong người luôn rồi. Chưa có cấp 4 thì mình làm sao đây?
Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình quyết định gọi là sờ, sờ mông cái anh ơi. Ui dồi ôi, sờ cái mà anh ấy tên nữ nãy nãy cả người lên. Cái đỉnh mày thích múa múa lại, múa 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 để hãy xem tôi đây. Bầu phá này, rồi ôi hư nè. Top 10 hả? Top 10 Việt Nam hả? Ôi giời, top 10 cái gì chứ, gặp gọi là du béo trong tay của mình thì mình có mà đập một cái thôi. Đó. Van heo tính ra là nếu mà trong cái map 5 năm này thì không ăn được con van heo đâu. Ý lộn, van heo không ăn được du béo đâu. Nhất là lúc cuối trận nó cơ, khó mà ăn được. Nhưng mà solo thì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà van heo solo rất là khó chịu. Nếu như trong map 1-1 thì các bạn chơi bị được van heo khá là có lợi. Mình sợ một điều, thế thôi. Nhưng mà mình cũng chưa thử bao giờ nữa. Nhưng mà nghĩ trong cái map 5 năm này thì van heo dễ dàng bị tưởng gọi là du béo nó áp sát. Dồn combo một phát là chết luôn, như các bạn có thể thấy rằng đấy. Lao vào một chiêu cuối bộc phá cái là em xin luôn một kill ngọt sớt. Đi về đi bạn ơi. Để đó mình ra mình hành bạn van heo bên kia chơi bùi xanh bùi đỏ như thế này. Mà lại không hành được nó thì cứ mà vơ mồm. Có chiêu cuối luôn rồi đây này. Rồi 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 lao vào. Ui ôi, mình chỉ lao vào mình giỡn thôi mà. Mình chỉ giỡn thôi mà. Mình chỉ giỡn thôi mà. Nhưng mà bây giờ mình làm thật đấy. Bạn đừng có hủ báo quá, mình làm thật đấy. LMM, ui, chửi nhau căng thế. Sao vậy, sao chửi nhau căng vậy? Trận cuối lên kim cương các bạn ơi. Rồi van heo tâm bạn đã ở đây rồi. Mình quyết định lao vào. Lao vào sờ mông. Cái đậu xanh ui rồi nhảy chiêu cuối vào đầu luôn. Đậu xanh nhà nó. Ui ôi, ra con rốt bay vào hay quá bạn ơi. Chơi nó luôn, mình đập vào đầu nó rồi nhưng mà nó chạy mất rồi. Vai cả trưởng một cuốn hụ hôn gió đến từ vị tướng Vera quá xuất sắc. Tại mình hiện tại đã giết được 10 chết 1. Xanh quá anh ơi, trời ơi. Sao mà nghe nói các bạn kêu là trận cuối lên kim cương nó khó lắm mà ta. 10 chết 0 thế này, 10 chết 1 thế này thì khả năng tới mình lượt này nó lại cứ là loài mồm rồi các bạn ơi. Phê chưa nói một câu. Nếu các bạn có thấy phê thì nói ngại gì. Ui giời, em xin con quái chơi thôi mà, làm gì đâu mà căng. Thì hôm qua mình có nhận được thấy bạn kia bạn comment kêu là ui anh mới bạch kim thôi à. Không phải đâu, bạch kim thì đúng rồi đó, nhưng mà nick này thôi, nick kia mình lên kim cương rồi, nhưng mà mình quyết định chơi cái nick này lên kim cương một cái, xong mình sẽ cày cái nick kia lên tinh anh. Đó, khi nào nick kia lên tinh anh cái mình sẽ quay lại chơi nick này để lên tinh anh. Nói chung là đánh đơn rất là khó các bạn ạ, càng lắm. Wow, chật, cây đậu xanh vừa nhìn thấy cái con hai da te một cái thôi. Thề luôn Vera, nó núp trong bụi lùm từ khi nào thì nào. Cái đậu xanh chơi mình chơi xấu. 3 đánh 1 thì thứ gì chịu nổi. 2 đánh 1 thì may ra mình có thể thoát được chứ. 3 đứa mà nó hôn rồi nó hôn, nó hít rồi nó làm đủ các thứ kiểu. Bỏ trụ với bạn ơi. Mấy đứa AD này nó khó chịu thế. Mấy con AD nó tấn công cái trụ này cơ mà. Chịu sao nói. Pha đấy nếu như mà nó thẳng mình mà không chết ấy, mình cũng chẳng dám đứng ở trụ đâu. Nó farm trụ như thế sao mà mình đỡ được. Tay mình lại ngắn nữa. Rồi sợ Vera quá. Nó hôn phát là đi luôn các bạn ạ. Rồi hay lắm. Một cú đá của Ra rất là xuất sắc. Mình quyết định lao lên tính sờ mông vì tướng hai ra te nhưng mà không thành công. Anh ấy đã trốn về nhà mất rồi. Từ từ rồi qua cũng nhờ các bạn ơi. Rồi hai ra te bạn ơi, hãy xem tới đây. Bẹt đầu này, bầu phá này, em xin một kill nha. Thơm lừng như cù gừng luôn. Các bạn thấy hiệu ứng kỹ năng chiêu cuối đẹp không? Nguyên màu tím luôn. Màu tím luôn. Màu tím mà thân yêu luôn. Màu tím mà tôi thương luôn. Phê vãi lều. Em phê quá. Ủa? Nên này đâu phải em phê quá đâu. Đậu xanh rồi nó em phê quá gì. Nên này em đâu có phê quá đâu. Nên này là nước anh Hảo mà. Yeah. Rồi xong hai đường rồi. Ở đường giữa với cả đường trên đã tan thành. Ý ở đường dưới với cả đường dưới tan thành mấy khói rồi. Còn mỗi khu vực đường trên thôi. Vâng, anh Ra anh rất là tâm lý luôn. Anh quyết định bay vào. Anh sơi cái trụ đường trên giúp cho mình luôn. Rồi tem bạn đây có đông người không này. Rồi Nakobot bay vào như một vị thần luôn. Anh ta làm gì đây? Vâng, anh ta đã bị hôn rồi. Nhưng mà không sao, không sao. Hiện tại van heo tem bạn đây. Mình sờ mông van heo rồi. Sao mày mất có tí máu là thế nào nhở? Cái mệnh hay quá bạn ơi. Hãy xem tới đây. Bẹt đầu nè. Quá dở luôn rồi. À, không đi được. Mấy cả trưởng thề luôn đấy chứ trời. Ai biết thế mình đừng có vào các bạn ạ. Rồi xong. Vị tướng teo nát chết luôn rồi. Bên kia là 3-4 đứa kia nó đánh sao chịu nổi. Vẫn sống kìa. Chạy đi. Chạy. Cố gắng lên bạn ơi. Cố gắng lên bạn ơi. Phóng rất chuẩn xác. Nhưng mà nên yếu chính xác. Hay lắm. Teo nát né chiêu quá là xuất sắc rồi bạn ơi. Mình cứ tưởng bạn cũng béo con cua rồi chứ. May nhờ. À bên kia nó đang thể hiện cái gọi là sự khó chịu rồi nha. Test cái trang phục cái mà khó khăn. Thì ứng kỹ năng chiêu cuối đẹp phết các bạn ạ. Nhưng mà lại màu tím thì mình cảm thấy nó không có được bắt mắt cho lắm. Mình thấy là những cái mà màu vàng vàng ấy, đó mọi người thấy không? Thấy hiệu ứng kỹ năng chiêu cuối không? Nó xoay xoay, nó giống như là một cái gì xoay ấy.
nhưng mà mình thấy nó màu tím, mình thấy nó hơi không có được quá là xuất sắc cho lắm so với những cái trang phục mà mình thích màu vàng cơ, nó cứ màu mè á là mình mới khoái. Wow, bắn đâu vậy? Đậu xanh bắn gì nửa cái máu người ta, bạn mà phải đấy mà mình, bạn mới lao vào ở chỗ cuối có khi mình đai luôn đấy nhá, mình đai nhưng mà mình đai trước bạn đai sau, khô máu nó luôn bây giờ đây này. Xảo hả bưởi, từ từ kiếm tí vàng cái đã. Thế thì tôi kiếm tí vàng tí rồi có khi lại mega kill các bạn ạ. Tại vì sao? Dù béo là chuyên gia bắt mấy con AD và sát thủ mà. Đấy. Nhưng mà từ đã phải lên được nó nhiều vàng rồi đã. Kéo rất hay. Đến từ anh gọi là Greg. Rồi thêm bạn đánh bệnh ăn rồng mà không tha là thế nào? Này thì không tha này kéo vào. Kéo vào tao quýnh thít vợ luôn. Bạn đâu rồi? Bạn kéo vào, Greg kéo vào. Kéo rất chuẩn xác đến từ Greg, nhảy vào đầu rồi xoay tay trong mưa này. Ôi chạy đi. Ôi mẹ ơi gần chết. Thề luôn á. Sầm ông cái lính ơi, ấy đừng có cắn tao, ấy em chỉ giỡn thôi anh lính ơi em chỉ giỡn thôi mà, anh làm gì căng thế, mẹ tí nữa thì cắn lính nó cắn chết thì có mà nhục nhã luôn đấy trời ạ. Thề về cho nó lành không phải lính nó cắn chết, nên lúc đó lại bảo xô anh nghèo không thể lo được cho em luôn em hay lắm. Ủa sao ít tiền thế nhở? Kiếm mấy con quái kiếm tí tiền coi. Xin nha bạn dừng nhá. Mình nghèo quá bạn ơi. Mình nghèo quá. Cho mình xin ít tiền chứ mà làm gì đâu căng. Thanh kiếm luôn. Chơi một khi mà máu đừng hỏi bố cháu là ai. Các bạn hiểu không? Chơi là hô máu luôn. Lên thanh kiếm quánh cho nó sướng. Lao vào một cái là phải có một mạng. Đó. Dù chết thì cũng phải ăn kill. Đấy. Mình cái kiểu của lối chơi của mình là chơi hổ báo. Chứ không có kiểu mà chơi mà núp chờ KS đâu. Không có đâu nha. Mình chơi là mình bay vào cái tầm gọi là rao tranh một cái là mình lao vào mà mình sơi luôn. Rồi Ragnarok bay vào như một vị thần. Anh ấy làm gì đây? Có chạy thoát được không? Hay lắm. Không thoát được rồi. Hay nhưng mà rất tiếc. Bạn rất hay nhưng tem bạn. Nói chung là Ragnarok rất hay nhưng mà tem bạn rất tiếc. Một cú kéo của vị tướng Greg nó cứ gọi là chúng không khí loài mồm. Không thể nào mà lạch đi đâu được. Hay lắm. Ra cho mình xanh thế. Sao bạn ấy xanh mình vậy nhở? Bạn có thể chia cho bớt mình bớt còn 5-6 mạng được không? Mình mới ăn được 5-6 mạng thì bây giờ có khi là mình nhảy vào một cái băng ba cái trụ luôn. Có khi tam bạn lại không còn răng mắn cháo bây giờ đây này. Rồi, trụ cái máu còn tí đấy kia mà đứng nhây à? Hãy xem ta đây, bẹt đầu này, xảo này. Ôi đau, bị KS mất một kill rồi. Chán thế, nhưng mà không sao. Ôi, vẫn ăn được một mạng, loài mồm, phê chưa nói một câu. Nếu các bạn thấy phê thì nói thì ngại gì. Các bạn đang xem clip của mình vui lòng cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhá. Ui ôi. Hôm nay là mấy ngày lễ các bạn được nghỉ đấy thì các bạn có thể gọi là giúp mình nó đăng ký kênh bù mấy ngày sau. Mấy ngày nữa hết lễ các bạn đi học rồi mình lại đói như con chó sói các bạn ạ. Mèo có ai đăng ký kênh chán lắm. Like thì cũng chẳng có luôn. Ui nào có bay gạo như một vị thần kìa. Hay lắm anh ơi. Cố gắng lên anh ơi. Em tới đây hãy xem ta đây. Chà, bẹt đầu này xảo này. Ơi không ăn được mạng nào á. Nó đùa nhau à. Vãi lều à. Chơi luôn này bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Hồi nãy không ăn được thì bây giờ làm sao thoát. Thoát làm sao được nhở. Đúng không các bạn. Đùa nhau à. Nghĩ sao nhở. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái Hecolin thịnh nộ nha. Hecolin thịnh nộ xong rồi sát hùng mạnh nữa thôi. Ui đập cái nào là không sướng. Cái đấy mới là lạ đấy. Felian chứ. Wow. Hay lắm. Trời ơi cơ hội đây rồi. Cơ hội của văng heo nằm xuống đây rồi. Yeah. Quá phê rồi. Phê rồi. Ủa ôi bây giờ ăn quái nó cứ gọi là nhanh các bạn ạ. Đập cái nào nó thốn cái đấy. Sướng quá trời luôn. Bảy chết ai luôn rồi. Ủa hỗ trợ nhiều thế. Tụi nó làm clip mà. Ai vậy? Ai à? Ảo tưởng sức mạnh hả? What the hell? Clip gì? À, bên kia tính chơi gọi là kiểu làm clip gọi là bốn xạ thủ hả? Ai win đúng không? Ôi hồi ôi chết tôi rồi, chết tôi rồi. Gặp đồng nghiệp à? Chết tôi rồi. Ô, tụi nó làm clip mà mới ghê chứ. Trời chơi nó luôn đi. Quên nó luôn đi. Dù tụi bè ấy hả? Phải cả lèo ông nào đấy. Ủa ôi gặp đồng bọn anh em ơi. Chết tôi rồi. YouTube đấy mới ghê chứ. YouTube đấy. Hay là có bạn nào bạn ấy làm clip kiểu như là trận đấu bốn xạ thủ kiểu như là on mid
nhưng mà bị phá sản theo khi mà team mình Nagros với cả mình lao vào hạ gục được hai thành viên team bạn ngay lúc đầu, team bạn đã bị phá sản cái ý tưởng đó rồi. Rất là khó nha. Nếu mà các bạn muốn làm clip wow có giao tranh rồi, mình quyết định bay vào. Ôi đau quá chết tớ rồi các bạn ơi. Vãi cả lều, sao mà chúng nó đông vậy? Trời, nó quánh đau quá, trời đau rồi. Rồi team mình tới rồi đây. Team mình rất đông và hung hãn. Mình đang rình mò mò ở khu vực đằng sau. Ui team bạn đông quá. Ui ôi ra ơi, đã phát nào. Loài mồm, hay quá, anh ra tuyệt vời ra ơi. Hãy xem tới đây, sờ mông sờ má. Úi giời, cái ghê vậy. 7-2 hỗ trợ 10 á. Thôi em sợ mấy anh quá mấy anh ơi. Mấy anh có thể nào nhường mạng cho mình được không? Rõ ràng mình lên đam mà không thể KS được nhỉ. Trời mày luôn này. Á, à, cho tôi sợ. Ở sao mày nhảy ngắn vậy? Tiếc quá nhờ. Thề luôn, pha đấy mình nhảy xa xa là có khi con hai tên mình kia chết rồi. Ui giời ơi, tiếc thế. Thề luôn, lao vào con hai tên bên kia cái nhảy mà đủ tầm ấy. Làm choáng của nó chiêu cuối cái là hồi máu cho mình nữa chứ. Ơ, pha là lỗi thật. Đúng pha lỗi luôn các bạn ạ. À. Ăn ca xa rồi win kìa. Gặp du YouTube đã. Gặp đồng nghiệp đã. Nhưng mà mình khoe bạn chơi. Trận cuối lên kim cương. phê không quá phê luôn. Em phê quá trời luôn. Sướng như con cá nướng liền. khoe. Một khi mà đã máu được ngoài búi cháu là ai nhá. Một khi mà đã khoe thì úi giời ơi phê quá trời luôn. Ui giời, mày xảo hả mày? Nhảy xuống vào đầu mày nè. Ừ nè, quéo con cua nè. Quéo càng cua nè. Phê chưa nói một câu. Ua, hay lắm. Ủa tem mình kìa. Chắc các bạn ơi, ăn ca sa rồi win nè. Ra đây ăn ca sa đi. Tem mình thắng rồi các bạn ạ, chán thế. Tem mình ép bên kia nó quá trời luôn rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình solo tà thần cho các bạn xem này. Tất cả cút ra, hãy xem ra đây. Ôi ôi, con tàu rồng, con tàu tà thần nó đánh đâu vậy? Ui, đây. Ôi. Ui, mày xào xạo. Ôi, thôi. Định mệnh nó mất cái nội tại của cái Hercules định nộ vì cái con tà thần nó để bảo lại ngu người. Thôi bỏ đi ha. Mày không ăn thì thôi chứ. Đồng bộ nó không ăn thì thôi chứ. Mình mắc mớ thì mình phải lao vào. Rồi các bạn có hai người, hãy xem anh Hảo Thế Hiền đây. Bẹt đầu này, xảo này, chạy đi đâu? Con sầu này chạy đi đâu? Chạy đi đâu? À, cứu tớ. Ha, à, mày cứu tớ với. A à, cứu. Mày cứu tớ. Tớ chết quéo con cua rồi. Thằng Thỏ Rách, ủa ông Thỏ Rách ông bị sao chết vậy? Vãi cả lều ạ. À. Ông sao chết? Ủa ông Crack bị sao chết ta, mình không để ý các bạn đấy. Các bạn nào biết vì sao Crack chết mình có thể comment cho mình được không? Ô mình làm sao ấy à? Pha đấy mình không để ý con Crack, làm sao biết mình chết luôn á. Na đẩy chỗ. Bạn đừng nha. Đừng có bao giờ chat một cái câu như vậy nha. Mình tuyên bố với bạn nha, đừng bao giờ nói cái câu na đẩy trộm nha. Thật sự mình không thích cái tình trạng đẩy trộm một tí nào nhá. Không thua đâu, đừng có đẩy trộm nhá. Để mình đẩy cho nhá. Địch đá quá đi. Bạn đừng có đẩy trộm, để mình đẩy cho. Trời ơi, vỡ mồm. Tôi có là thua nào được. Đùa nhau à. Để đó, để mình đẩy trộm cho. Bạn đừng mà vớ vẩn. Đẩy trộm đó, nó thuộc dạng là mình không thích tí nào đâu hết trơn ấy. Thề luôn á, mình ghét nhất luôn ấy nha. Để mình đẩy cho. Các bạn đừng có đẩy. Na đừng có đẩy, để mình đẩy cho. Làm gì đầu căng dữ vậy trời. Tròn chút xíu thôi mà. Khó chịu quá trời luôn à. Ui ôi, đẩy đường cái là ngon ngay. Hiện tại mình đã có cái Hercules tình nộ hồi rồi này. Chưa có giáp hùng mạnh các bạn ạ. Chưa có giáp hùng mạnh. Và hơi sợ. Ui ôi, kéo rất chuẩn xác. Và con lính đã bị lao ra. Một cú phóng cũng rất chuẩn xác. Nhưng mà không trúng ai. Ủa đừng giữa trăm bạn thơm quá. Quá thơm luôn rồi. Kéo hay quá đến từ Crack rồi. Tuyệt vời, mình sẽ quyết định băng chủ bằng mình lấy cái chủ luôn. Đập cái chủ luôn. Ai ai ơi ai ơi ai ơi. Đậu xanh nhà nó. Ôi quéo con cua luôn rồi các bạn ơi. Mất luôn cái Hercules thịnh nộ rồi. Thôi em đi về cho nó lành đây. Bán cái này đi lên cho nó cái giáp hùng mạnh cái. Tại vì hiện tại bây giờ mình cũng gọi là mất cái Hercules thịnh nộ. Mình phải bán nó đi nhá. Bán đi lên cho nó cái giáp hùng mạnh. Sổ thắng luôn rồi còn đâu mà lên cái đồ. Vai cả trưởng. Mình đã bảo các bạn đừng có đẩy trụ thôi mà. Để mình trộm trụ cho nhá. Đấy. Nó mới thế mới bị khoái chứ nhờ. Ok thì trận cuối cùng lên kim cương của mình nó cũng rất là nhiều cảm xúc.
Thứ nhất là mình test cái trang phục mới của vị tướng Zuka này. Thứ hai này gặp tem bạn này 4AD xạ thủ này. Và cái thứ ba chính là pha đẩy trộm trụ thần thánh đến từ vị tướng Du Béo. Các bạn thấy clip hay không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy mình làm clip nói chung là tốt thì các bạn cho mình xin một lượt like và một lượt comment để mà động viên cái tinh thần của mình. Nói nghe nhỏ các bạn biết điều này nhá. Clip của mình mấy hôm nay được đề xuất, trời ơi vui quá trời luôn. Đó, dù tiếng khản cổ luôn, ui best van heo kìa. Top 10 Việt Nam luôn kìa, top 94, top 10 éo đâu. Best van heo luôn kìa, quá dở luôn rồi. Ui best Moren luôn, không 10 luôn, quá dở luôn rồi. Rồi, khoe các bạn mình, kênh mình được đề xuất rồi thôi. Khoe thì thôi. Đấy, các bạn nào đang xem clip của mình thì nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Mấy hôm nay vui quá trời được đề xuất sướng. Ok, như vậy là clip của mình đến đây kết thúc mất rồi, lên kim cương rồi nha. Mai có lẽ mình sẽ không chơi nick này nữa đâu. Hiện tại đang chuỗi 12 trận đấy. Chờ mình cái nick kia lên tiếng Anh cái đã. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip sau. Phê quá, em phê quá.